đến khâu này mới là quan trọng này cả nhà. Chúng ta sẽ baro phi dầu thơm, sau đó phi nước mắm này, chúng ta cũng phải lửa riu riu thật là kiên nhẫn nha. Thì chúng ta nêm nếm đường và nước mắm, cân cái độ lửa, một vài ớt. Nói chung là chúng ta phải canh gia vị phù hợp, một giọt dầu hào cho có độ sánh. Rồi xong rồi, bây giờ tính cái bước mà chúng ta bỏ bóng chay vào kèo ha. Sau khi chúng ta đổ bóng chay vào thì chúng ta sẽ trộn đều với cái gia vị lúc nãy chúng ta đã nêm nếm vừa phải. Xong rồi chúng ta phải đảo thật là đều với cái lửa riu riu và để cho nó ráo hết cái nước mắm chay với cái lượng đường ớt này, nó thấm vào cái bóng này ha, rồi cho nó kèo nó khô lại thì là mới ok, và cũng để cho nó có thời gian thấm gia vị vào cái bóng. Đây mình gọi là món bóng kèo nước mắm đường ớt và rắc hạt mè lên sau cùng. Ok, bây giờ chúng ta đợi vài phút để cho nó ráo hết cái này, cũng để nó đủ thời gian nó thấm ha. Rồi, khi chúng ta rang tới cái thời giây phút này đó, thì cái bóng kèo của mình nó đã bắt đầu khô hết, ráo hết nước kèo và nó đã thấm gia vị rồi đó cả nhà. Xong rồi thấy cái chảo của mình đó, mình rang nó như y chang mứt dừa vậy đó. Sau khi mà nó đã thấm và đã khô, khi mình cảm thấy là cái mùi nước mắm nó bốc hơi lên hết rồi á, mình cảm được cái mùi, thì bây giờ bắt đầu chúng ta có thể là thả cái hạt mè vào. Dắt mè thì mình tùy theo, mình có thể dùng nhiều mè hay là ít mè tùy mình ha. Nhưng mà cái này thì mình phải trộn cho nó đều. Chưa có đủ cái mè này, chưa có đủ. Ok. Bây giờ cái chảo đầu tiên của mình, cái mẹ đầu tiên về bóng kho chay, bóng kèo chay của mình đã xong. Xin mời cả nhà thượng lãm nha. Mình sẽ đổ cái chảo này ra một cái thau inox. Ok. Chút nữa mình sẽ làm cái mẹ thứ hai. Mình sẽ làm bằng một cái chảo khác, mình không thể dùng tiếp tục cái chảo này nữa. Vẫn là cái lửa riu riu này mà mình trộn thôi. Rồi, ok rồi ha cả nhà, xong rồi. Bây giờ mình sẽ tạm thời kết thúc cái video này nha. Chúc các bạn sẽ thành công với cái công thức này của Trân Phương ha. Quan trọng là chúng ta vẫn là canh được độ lửa lúc ta chiên những cái bóng này, làm sao nó đạt cái độ giòn mà chín đều. Rồi canh được cái độ baro, độ đường, độ nước mắm và cái độ mình thời gian thấm và kèo như thế này. Các bạn làm vài lần thì chắc chắn là sẽ thành thục thôi, rất là dễ làm. Đây là một cái món chay để ăn cơm hoặc là ăn với cháo cũng khá là tuyệt vời. Để ăn vạ cũng được, giống như ăn đậu phộng rang vậy đó. Ăn vạ thì có thể là người ta sẽ uống kèm bia chẳng hạn, ví dụ thế. Ok. Rồi, chào tạm biệt cả nhà nha.